đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Tình trạng chung của showbiz Việt sau đám cưới đông nhi ông Cao Thắng, mất trí nhớ đồng loạt, không tự nhận thức được hành động của bản thân. Tiệc cưới của đông nhi ông Cao Thắng vừa qua đã làm nên những tình huống dở khóc dở cười chưa từng thấy ở dàn khách mời toàn sau việc đình đám. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, chặng đường yêu 10 năm của đông nhi ông Cao Thắng cuối cùng đã đi đến cái kết trong mơ. Đám cưới đã diễn ra dưới sự chúc phúc và chứng kiến của đông đảo anh chị em nghệ sĩ, bạn bè, người thân của hai người tại Phú Quốc. Sau phần nghi lễ và những khoảnh khắc xúc động trong buổi chiều, cô dâu chú rể và các khách mời đã có buổi tiệc linh đình với những tiết mục ăn chơi nhảy múa tưng bừng tại hồ bơi. Có lẽ vì đây là một đám cưới được mong chờ nhất showbiz Việt nên tất cả khách mời đều quẩy sung đến nỗi mắt luôn chứng, mất trí nhớ vào ngày hôm sau. Tình trạng chung của các sao Việt trong tiệc tối vừa qua. Khắc Hân vẫn không hiểu vì sao hôm qua mình về được phòng. Sáng mai ai cũng mất trí nhớ. Khắc Việt, tranh thủ hưởng tí buổi sáng trong lành của biển, ai có thể cho tôi biết hôm qua từ đầu như nào không, tại sao tôi đang dậy đầm, ai cho tôi uống ăn, đại loại là các hình thức cho vào kiểu gì, sáng ra đã thấy nằm ở trong phòng rồi. Hàng loạt sao Việt đăng status rằng không hề nhớ bất cứ chi tiết gì về buổi dậy đầm vừa qua, đến bản thân mình đi về phòng nghỉ kiểu gì cũng không nhớ luôn. Trung Quân, em còn không nhớ sao em về được phòng này. Ngoài sự mất trí nhớ ngắn hạn, một số người khác còn kêu gào vì hôm qua gặp phải sự cố với hồ bơi khi bị bạn bè ném xuống hồ, thậm chí còn rơi điện thoại xuống nước và bị hỏng. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe chở dàn sao ra sân bay về Sài Gòn cũng ghi lại những hình ảnh độc đáo không kém. Thực sự là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn.